test nội bộ Kenwood làm gì, vừa mới bóc xong hàng mạng về khiển sạch và này. Chưa vệ sinh như kì, đẹp xuất sắc luôn. Nhìn loa này, loa 325 nhé, mạng carbon rẻ quạt, nguyên bụi nhật luôn. Vệ sinh như cái nào ok. Đây đang test cổng quang, kết nối từ cổng quang giải mã CD này. CD đọc luôn rất nhanh. CD đây là có chỉnh bass chép luôn này. Chí lực lượng. Cả xe là ok. Rồi bộ dàn này về nguyên zin phụ kiện, khẽn xanh, dây rắc xịn của dàn theo dàn luôn. Bán với giá là 11 triệu. Anh em nào mua thì liên hệ với em theo hai số điện thoại 0868 559 829 0982 384 484. Ship hàng toàn quốc khi có cọc. Anh em mua em vệ sinh thì cái sạch sẽ đóng gói gửi cho anh em. Chào anh em nhé.